này, cứu con đây. Có chú cừu của bé Mary, chú ta trắng tuyết như bông. Và mỗi khi mà Mary đi đâu, Mary đi, Mary đi. Và mỗi khi mà Mary đi đâu, cụ ta lóc tóc đi theo. Bạn là bé cừu đáng yêu. Rồi đến một ngày cụ ta đi theo trường học này, cậu ta đi. Rồi đến một ngày cụ ta đi theo, như thế không đúng chút nào. Và chú ta làm bọn trẻ vui chơi, cười thật nhiều, cười vui chơi. Và chú ta làm bọn trẻ vui hơn khi thấy cô ở trong trường. Và giáo viên liền cho cậu ở đây, vào trường này cậu ta đây. Và giáo viên liền cho cậu ở đây, trẻ em thích thú vui đùa. Hay thế là cụ ta nhảy quanh, chạy vòng tròn, nhảy xung quanh. Và ấy thế là cụ ta nhảy quanh, giống như chú đào chân. Có chú cừu của bé Mary là cừu này, cừu con đây. Có chú cừu của bé Mary, chú ta trắng tuyết như bông. Mỗi khi mà Mary đi đâu, Mary đi, Mary đi. Và mỗi khi mà Mary đi đâu, cụ ta lóc tóc đi theo. Bạn ơi, quả là một đêm dài chăm sóc cặp song sinh. Bạn là em trai và em gái rất dễ thương. Yeah, nhưng bây giờ đã quá giờ đi ngủ của họ. Được rồi, thôi nào các em nhỏ. Đến lúc đi ngủ. Tớ biết, hãy hát bài hát ru mà mẹ mình hát để giúp cặp song sinh buồn ngủ trở lại. Ý hay đó. Ngủ ngoan nhé em, trên cành cây ở kia. Và cơn gió đưa chiếc nôi lắc lư hoài. Cành cây gãy đi, nôi này rơi xuống đây. Và mình đến chiếc nôi, em bé mình không sao. Này em, này. Hai bạn sinh đôi nghịch ngợm. Oh jeez, điều đó không suôn sẻ lắm phải không? Làm ơn hãy ngủ đi. Này, chúng ta hãy thử. Ngọt ngào ấm ghê, mơ màng bé ngủ say. Mẹ thì hát ca trên chiếc ghế đu đưa. Mẹ thì lắc lư, nôi này cùng lắc lư. Và mặc dù ngủ say, vẫn nghe lời cô ca. Cậu này, cặp song sinh nhỏ này sẽ ngủ phải không? Tôi cũng mong là như vậy. Được rồi, cô gái nhỏ, trở lại giường của mình đi. Chúng tôi sẽ hát cho bạn một chút nữa. Ngủ nào bé ơi, trên trời cao ở kia. Và những đám mây bay cao rất dễ dàng. Thiên thần đứng canh cho mọi người ngủ say. Ôm nào bé ngủ say, chưa có nhìn trông nghe. Ô,
rồi các bạn. Một lần nữa, chúng ta hãy đưa cả hai anh em sinh đôi đi ngủ một lần cuối nhé. Ngủ ngoan nhé em, chớ sợ này bé yêu. Mình đừng có lo, chúng tôi luôn ở gần. Giường này ấm ghê, nhắm chặt mắt đi. Bây giờ bé ngủ yên cho đến tận sáng mai. Ngủ ngoan nha các bạn bom. Năm bé trẻ con đây, 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 năm em bé con cùng nhảy ở trên giường. Bé té ngã và đập vào đầu. Mẹ gọi cho bác sĩ và bác sĩ nói: bé con ngoan đi, không được nhảy trên giường. Bốn bé trẻ con đây, bốn bé trẻ con đây, bốn bé trẻ con đây, bốn bé trẻ con. Thật sợ ghê,
nhỏ xíu. Chúng nhảy lên nhảy xuống với những âm thanh vui này, làm cho tôi hát hát hơi. À chiu, à chiu, ô trăng xa tôi đã. À chiu, à chiu, nào đi 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 đi. À chiu, à chiu, đừng có ở đây. Thật sợ ghê, côn trùng kia chúng nó đó chân nhà ghi chúng bỏ, chúng nó dưới tâm tham này. Thật sợ ghê, côn trùng kia chúng nó đó chân nhà ghi chúng bỏ, chúng nó dưới tâm tham này. Johnny, Johnny. Vâng, bố ơi. Đường ăn phải không? Không, bố ơi. Là dối lừa ư? Bố không đâu. Mơ miếng con nào? Ha ha ha. Này các con sẽ trông chừng Johnny cho bố nhé. Chắc chắn rồi, nó dễ mà bố. Johnny, Johnny. Vâng, Wendy. Làm hỏng đồ chơi? Không, Wendy. Là dối lừa ư? Nói thật mà. Hãy cho xem nào. Hi hi hi. Johnny, Johnny. Vâng, Nico. Là em vừa nhảy? Không, Nico. Là dối lừa ư? Nói thật mà. Chắc không nè. Johnny, Johnny. Vâng, hơi anh. Vẽ lên tường này đây. Không, hơi anh. Lại dối lừa ư? Nói thật mà. Cái tay đưa ra. Ha ha ha. Johnny, Johnny. Vâng, Wendy. Buồn ngủ phải không? Đây nè. Không bao giờ. Nhiều khối lắm, nhiều khối lắm, xây nó.
được xây lên, lấp đất riêng đang được xây lên, em bé ngọt ngào. Mình nghĩ cái cầu được xây dựng bởi tất cả mọi người. Ừ, nó trông đẹp đó. Lấp đất riêng trông đẹp lắm đây, đẹp lắm đây, đẹp lắm đây. Lấp đất riêng trông đẹp lắm đây, kìa bé yêu này. Em nói gì bây giờ hả Johnny? Và chúng luôn đứng dậy khi bị ngã. Hãy xem này. Nhìn Incy Wincy Chu nó leo lên cái vòi. Và rồi cơn mưa cuốn trôi dành ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hông khô từ cơn mưa rào. Và nhìn Incy Wincy Chu ta lại leo lên vòi. Nhìn Incy Wincy này, nhìn Incy Wincy này. Leo cao nào Incy này, leo cao nào Incy này. Tôi không biết, anh ấy trông vẫn hơi ma quá đối với mình. Không, anh ấy chỉ đang làm việc của mình. Nhìn Incy Wincy Chu nó leo lên cửa chuồng. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta xuống sàn. Mặt trời soi sáng hông khô từng cơn mưa rào. Và nhìn Incy Wincy Chu ta lại leo cửa chuồng. Nhìn Incy Wincy này, nhìn Incy Wincy này. Leo cao nào Incy này, leo cao nào Incy này. Tôi đoán anh ấy thật dễ thương. Chắc là vậy. Và anh ấy tiếp tục leo lên. Nhìn Incy Wincy Chu nó leo lên cái cây. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta xuống đây. Mặt trời soi sáng hông khô từng cơn mưa rào. Và nhìn Incy Wincy Chu ta lại leo cây rồi. Nhìn Incy Wincy này, nhìn Incy Wincy này. Leo cao nào Incy này, leo cao nào Incy này. Nhìn Incy Wincy Chu nó leo lên cây vòi. Và rồi cơn mưa cuốn trôi nhìn ta thoát ra. Mặt trời soi sáng hông khô từng cơn mưa rào. Và nhìn Incy Wincy Chu ta lại leo lên vòi. Nhìn Incy Wincy này, nhìn Incy Wincy này. Leo cao nào Incy này, leo cao nào Incy này. Bạn nói đúng Nico. Những con nhện thật tuyệt vời. Đúng vậy. Và Incy là người bạn tám chân rất yêu thích của mình. Thank you.
nha. Em nghĩ đã đến lúc các con ngủ trưa. Ba đến đây. Này các con yêu, mình ngủ trưa thôi. Con thấy mỏi mệt, ta ngủ trưa thôi. Giờ ta đi ngủ, ô ta ngủ ta mơ. Giờ chúng ta ngủ trưa liền nhé. Rồi để em thử. Này các con ơi, mình ngủ trưa nhé. Mang chúng nó theo, ta ngủ trưa thôi. Là em búp bê với gấu tem đi yêu. Tất cả chúng muốn ngủ trưa. Không không ngủ trưa đâu mà. Không 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 ơi, mình ngủ trưa thôi. Mang cho con theo, ta ngủ trưa thôi. Và cho con đó thân ôm chặt chúng nó. Thật rất vui chú ấy ngủ trưa. Chơi peekaboo nào. Peekaboo không phải dành cho trẻ con sao? Không, bơm bút đi peekaboo. Yeah, nó giống như chơi trốn tìm hơn. Và khi chúng ta tìm thấy nhau, chúng ta thực hiện điệu nhảy peekaboo. Xem cái này. Peekaboo trốn nơi đâu, dù có trốn bất cứ nơi đâu, chúng ta tìm peekaboo. Thấy bạn rồi, sao đôi tay nhỏ của bạn thấy bạn rồi. Này thân trốn đâu, này thân trốn đâu, cậu ta trốn đâu chẳng thấy đâu. Này thân trốn đâu, này thân trốn đâu, cậu ta đây phía sau cái cây. Peekaboo thấy bạn rồi, phía sau đôi tay nhỏ của bạn. Bắt được rồi. Thấy bạn rồi. Carol trốn đâu, Carol trốn đâu, mình đang kiếm tìm đông vơi xa. Carol trốn đâu, Carol trốn đâu, cô ấy đây dưới cầu trước này. Peekaboo thấy bạn rồi, phía sau đôi tay nhỏ của bạn thấy bạn rồi. Cậu ấy kìa. Bắt được rồi. Mang đâu mất rồi, mang đâu mất rồi, cậu ta chắc là dưới đá đây. Mang đâu mất rồi, mang đâu mất rồi, cậu ta đây trong hộp cát này. Yeah.
cô trốn đâu, nì cô trốn đâu, cậu ta trốn rồi trốn đâu mất, nì cô trốn đâu, nì cô trốn đâu, cậu ta đây phía sau cậu đây. Bi ca bu thấy bạn rồi, phía sau đôi tay nhỏ của bạn thấy bạn rồi, bắt được rồi. Thấy bạn rồi. Quên đi trốn đâu, quên đi trốn đâu, cậu ta trốn rồi chẳng nói đâu, quên đi trốn đâu, quên đi trốn đâu, cậu ấy kia ở dưới băng chuyền. Bi ca bu thấy bạn rồi, phía sau đôi tay nhỏ của bạn này mọi người, có muốn ngủ lại chỗ của tôi không? Tất cả chúng ta hãy cùng ôm nhau ngủ, có thể hơi chật chội. Vâng. Alo, alo, a, alo. Thử mic 1, 2. Oh yeah. Một cô bé ở trên giường và một cậu nói rằng hay lăn nào, hay lăn nào. Rồi tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Chính cậu bé ở trên giường, cậu lớn hơn nói rằng di chuyển nào, di chuyển nào. Rồi tất cả đi đi và một bạn lăn quay. Năm cậu bé ở trên giường, cậu tớ tợn nói rằng lướt qua nào, lướt qua nào. Rồi tất cả lướt qua và một bạn lăn quay. Oh yeah. Bạn cậu bé ở trên giường và một cậu nói rằng hãy lật nào, hãy lật nào. Rồi tất cả lật quay và một bạn lăn quay. Sau cậu bé ở trên giường và cậu nhỏ nói rằng chúng ta bò, chúng ta bò. Rồi tất cả bò lăn và một bạn lăn quay. Ồ bé yêu. Bạn có biết là cái giường này không đủ lớn cho 10 người chúng ta không? Năm cậu bé ở trên giường và một bé to mồm đẩy xô nào, đẩy xô nào. Rồi tất cả xô xô và một bạn lăn quay. Oh yeah. Một cậu bé ở trên giường, một cậu bé vui đùa nhúc nhích nào, nhúc nhích nào. Rồi tất cả nhúc nhích và một bạn lăn quay. Ba cậu bé ở trên giường, cậu bé nghịch nói rằng chúng ta lật, chúng ta lật. Rồi tất cả lật quay và một bạn lăn quay. Cậu ấy đã làm. Hai cậu bé ở trên giường, cậu hiền lành nói rằng hãy lăn nào, hãy lăn nào. Rồi tất cả lăn quay và một bạn lăn quay. Giờ có một bạn ở trên giường và cậu ấy nói rằng ngủ ngon. Con ngu à, ô con ngu à, cậu bé tròn, chú sáng nay đang reo kìa, chú sáng nay đang reo kìa, đinh đinh đong, đinh đinh đong. Ô con ngu à, ô con ngu à, cậu bé tròn, chú sáng nay đang reo kìa, chú sáng nay đang reo kìa, đinh đinh đong, đinh đinh đong. Dậy ăn sáng nè, dậy ăn sáng nè, cậu bé tròn, chú sáng nay đang reo kìa, chú sáng nay đang reo kìa, đinh đinh đong, đinh đinh đong. Cậu ta thức rồi, cậu ta thức rồi, cậu bé tròn, chú sáng nay đang reo kìa, chú sáng nay đang reo kìa, đinh đinh đong, đinh đinh đong. Chào mừng,
vào buổi sáng. Cầu ta sẵn sàng, cầu ta sẵn sàng. Chào ngày mới, chào ngày mới. Chuông sáng nay đang reo kìa, chuông sáng nay đang reo kìa. Đinh đinh đong, đinh đinh đong. Cầu ta sẵn sàng, cầu ta sẵn sàng. Chào ngày mới, chào ngày mới. Chuông sáng nay đang reo kìa, chuông sáng nay đang reo kìa. Đinh đinh đong, đinh đinh đong. Này các con, ai muốn ăn kem nào? Con. Bạn không quên thứ gì đó chứ Nathan? Những lời kỳ diệu. Làm ơn và cảm ơn. Ôi. Cảm ơn làm ơn. Hãy nói khi biết điều đúng sai. Cảm ơn làm ơn. Nói giúp ta lịch sự ban ơi. Chiếc bánh nướng mẹ làm cho tôi, mẹ bỏ ra cả buổi chiều nướng cho. Mỗi khi ăn chiếc bánh đó, ôm mẹ vào lòng tôi và nói lời yêu thích này. Cảm ơn làm ơn. Hãy nói khi biết điều đúng sai. Cảm ơn làm ơn. Nói giúp ta lịch sự ban ơi. Cảm ơn làm ơn. Cảm ơn làm ơn. Đồ chơi tôi mới có, đó món quà của ba. Đó là thứ tôi luôn mong chờ. Tôi đây vui lắm, và vào lúc lấy nó, khôi người của ba. Tôi nói lời yêu thích này. Cảm ơn làm ơn. Hãy nói khi biết điều đúng sai. Cảm ơn làm ơn. Nói giúp ta lịch sự ban ơi. Cảm ơn làm ơn. Cảm ơn làm ơn. Bạn tốt của tôi đang thả diều kia, trông tuyệt ghê ta và mình đang muốn thứ. Nhìn vào ánh mắt đó với nụ cười tươi và nói lời yêu thích này. Cảm ơn làm ơn. Hãy nói khi biết điều đúng sai. Cảm ơn làm ơn. Nói giúp ta lịch sự ban ơi. Cảm ơn làm ơn. Cảm ơn làm ơn. Mình ngồi ở trên lớp trong một ngày kia, phải đi vệ sinh liền ngay lập tức. Liền giơ cánh tay ngắt lời thầy cô và nói lời yêu thích này. Cảm ơn làm ơn. Hãy nói khi biết điều đúng sai. Cảm ơn làm ơn. Nói giúp ta lịch sự ban ơi. Cảm ơn làm ơn. Cảm ơn làm ơn. Này các cậu, ai muốn đi bơi nào? Yay! Chuyện gì vậy Nathan? À là vậy nè, mình không biết bơi. Đừng lo mà, bọn mình có thể dạy cậu. Ừ, đi thôi. Bạn học bơi đi nhé, học bơi bơi bơi. Và bạn ơi hãy nhớ điều trước tiên đây. Bạn cần lắng nghe mọi thứ, học nhiều quy tắc. Rất vui khi đến trường học bơi. Bơi lội ô bơi này, hồ bơi chúng mình chơi. Không thể chờ để có thể bơi được giống các bạn. Quay, dừng lại Nathan. Đầu tiên bạn phải chắc là bạn được an toàn. Nào bạn hãy nào dang đôi tay và chung giúp bạn nổi thật lâu lâu lâu. Và hồ bơi quanh đó nổi ở trên đây. Và đó là cách an toàn bạn ơi. Bơi lội chúng mình chơi.
sẵn sàng để bơi bơi bơi. Và bạn hãy nhớ lấy thật chậm thôi. Bằng chân bé ta bắt đầu đá, sẽ sớm thôi, bơi thật dễ dàng. Bơi lội ô bơi này, hồ bơi chúng mình chơi. Thật là vui quá. Gì tiếp theo? Giờ bạn cần di chuyển cánh tay của bạn. Bạn sẽ bơi ngay lập tức nha. Vùng tay của bạn đó và bay bay bay, làm như con chim nhỏ cậu bay lên cao. Bạn sẽ thấy tâm thần đang di chuyển. Chúng ta hát bơi lội bài ca. Bơi lội mình bơi được rồi, đây là cá bơi bơi. Và điều mình mong ước, mình mong mong mong, mình thật lòng mong ước không kết thúc. Bơi thật là tốt bạn mình ơi. Bơi lội ô bơi này, hồ bơi chúng mình chơi. Các bé công nhân đã sẵn sàng chưa? Đội nón đeo bao tay. Dạ, chúng con đã sẵn sàng, nhưng ba thì không. Âm 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 kia đền vang những sắc âm. Âm 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 những âm thanh mãi xây dựng. Âm 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 mình chơi với các ở đây. Âm 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 có giúp tôi không nào? Ô đào đi, đào đất. Người thờ đạo đã cất tiếng la, ta làm việc đi trên cát đây, mai đào ở đây đào đất thôi. Bụi thì bay bay lên xuống, mai đào rơi ra bụi tung tóe. Di chuyển mang đi lấy đi chiếc xe, chiếc xe bên đang đi đến đây. Âm 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 kia đèn vang như sáng âm. Âm 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 những âm thanh mãi xây dựng. Đất dời đi không ở đó, làm sạch là mai ui đây. Nhưng làm mình hơn là xe ui đây. Ngày trôi qua bận rộn xe ui ta, cuốn đền đất đi ta cuốn đất. Xong rồi mang đi sang qua chiếc xe, mai này đây được chung là. Âm 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 kia đèn vang những sáng âm. Âm 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 những âm thanh mãi xây dựng. Đất làm xong xi măng tiếp theo, trộn hô thật là khó ghê. Quay điệu trộn lên đổ nó ra, âm thanh trộn mai vàng. Âm 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 kia đèn vang những sáng âm. Âm 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 những âm thanh mãi xây dựng. Âm 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 kia đèn vang những sáng âm. Âm 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 những âm thanh mãi xây dựng. Này các bạn nói gì hôm nay chúng ta đi phiêu lưu phải không? Ừ, đi công viên hoặc sở thú. Nathan, cậu có thể yêu cầu mẹ đưa chúng ta đi. Mình không biết nữa các bạn, hôm nay mẹ có vẻ rất bận. Thôi nào Nathan, bọn mình muốn đi chơi. Được rồi, mình sẽ cố. Mẹ ơi!
Chúng con muốn đi chơi mẹ này. Không bé ơi, chúng con chơi slam được không đấy? Không không nào. Kẹo bánh chúng con ăn nhiều, chẳng có cho. Đi mà mẹ, chúng con có thể không? Mẹ nói không. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Ồ các cậu, mẹ mình không bao giờ cho chúng ta đi bất cứ đâu. Này, có lẽ mình có thể thử hỏi và xem điều đó có giúp ích được không? Ý kiến hay, chúc may mắn. Bài tập con chẳng muốn làm. Không bé ơi, ăn thật nhiều món tráng miệng ngon. Không không nào. Chúng con muốn chơi bowling, chẳng có cho. Thậm chí là đi dạo. Mẹ nói không. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Chẳng còn hy vọng gì. Chờ đã, để mình thử. Mẹ không thể cưỡng lại sự hấp dẫn và dễ thương của mình. Ở đây không có gì. Chúng con xem phim nha mẹ. Không bé ơi, có thể u sinh tô này. Không không nào. Ngu qua đêm thế nào. Chẳng có cho. Chơi lang thang bên ngoài nhé. Mẹ nói không. Kem thì thế nào mẹ? Nà à. Đi chơi với đội bóng đá của con. Ừ, không. Chúng con thức khuya được không? Không đời nào. Đi ra ngoài công viên và chơi. Không 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 mà. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Rồi, mình đoán mọi thứ đã an bài. Không có cuộc phiêu lưu ngày hôm nay cho các bạn. Ồ các con, mẹ đã hoàn thành công việc của mình. Món kem đó thì sao? Thật ước, tuyệt vời. Cảm ơn mẹ. Chị nướng bánh không? Yeah, dạ chị muốn. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bạn nướng cho thật nhanh. Rồi lăn với nhồi đi và làm dấu với chữ bi. Đặt nó vô bên trong cái lò, em làm cùng tôi. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bạn nướng cho thật nhanh. Rồi lăn với nhồi đi và làm dấu với chữ bi. Đặt nó vô bên trong cái lò, Becky và tôi. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bạn nướng cho thật nhanh. Rồi lăn với nhồi đi và làm dấu với chữ C. Đặt nó vô bên trong cái lò, Carrie và tôi. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bạn nướng cho thật nhanh. Rồi lăn với nhồi đi và làm dấu với chữ J. Đặt nó vô bên trong cái lò, Johnny và tôi. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bạn nướng cho thật nhanh. Rồi lăn với nhồi đi và làm dấu với chữ P. Đặt nó vô bên trong cái lò, em làm cùng tôi. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bạn nướng cho thật nhanh. Rồi lăn với nhồi đi và làm dấu với chữ P. Đặt nó vô bên trong cái lò, em làm cùng tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Được rồi Wendy, ngồi trước TV vậy là đủ rồi. Đã đến lúc phải hoàn thành một số công việc nha. Nhưng mẹ, con không muốn đâu. Bây giờ đừng tranh luận với mẹ Wendy, tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm. Mẹ muốn con đến trường học thôi. Mẹ muốn con làm sạch hồ bơi. Con buộc phải tuân theo quy tắc và làm tất cả, nghe không? Con không muốn đi đến trường đâu. Hồ bơi con không muốn dọn đâu. Con không muốn làm theo quy tắc. Con chỉ muốn chơi thôi. Wendy, đừng nghịch ngợm như vậy. Nhưng mẹ, mẹ luôn nói với con rằng chúng ta phải nói làm ơn khi chúng ta muốn điều gì đó được thực hiện. Cố gắng lên nhé Wendy. Mẹ là mẹ của con nên con luôn phải làm như mẹ nói. Mẹ muốn con dọn phòng của con. Mẹ muốn con sử dụng chổi này, hoàn thành nó mặt không nhăn nhó. Hãy làm việc đó, nghe chưa? Con không muốn dọn phòng của con. Con không muốn sử dụng chổi này. Con không muốn dừng ngay nhăn nhó. Con chỉ muốn chơi thôi. Đến lúc làm bài tập. Con chẳng muốn đâu. Đi ngủ thôi. Con chẳng muốn đâu. Ăn rau đi. Con chẳng muốn đâu. Xếp vườn zin đi. Con chẳng muốn đâu. Đọc quyển sách. Con chẳng muốn đâu. Làm cho tốt. Con chẳng muốn đâu. Chà răng nhé. Con chẳng muốn đâu. Giờ đi ngủ đi. Con chỉ không muốn làm. Con không muốn mình ăn rau đâu. Con không muốn quần jean con xếp. Con chỉ muốn được xem tivi. Và con chỉ muốn ở không. Ok, điều này đang trở nên ngớ ngẩn. Mẹ sẽ làm gì với con đây? Mẹ biết rồi. Mẹ muốn con ăn một ít bánh. Mẹ muốn con luôn tỉnh táo nè. Có niềm vui ngồi xem tivi. Làm ơn làm nó đi con. Chẳng muốn đâu ăn vài cái bánh. Con chẳng muốn phải thức giấc đâu. Con chẳng muốn được xem tivi. Con chỉ muốn ở không thôi. Này mẹ, mẹ lừa con. Những cái cuối cùng là những gì con muốn làm. À, điều đó quá tệ phải không? Lẽ ra con nên lắng nghe. Và có lẽ làm như con đã nói là rất khó. Dạ đúng rồi mẹ. Con xin lỗi. Con muốn trở nên tốt. Đó mới là con gái của mẹ. Được rồi hai con, đến lúc đi tắm rồi. Wendy, con có thể giúp mẹ chuẩn bị cho hai em tắm được không? Chắc rồi. Thôi nào các em, đi tắm thật là vui lắm đó. Để chị chỉ cho các em. Tắm rồi là lúc thích ghê. Là lúc chúng ta vui đùa. Đến đây ta bọc bóng đi. Thần trong bé ơi đừng chạy. Chà rơ tâm đi bé đi bé. Chà rơ tâm đi bé đi bé. Chà rơ tâm đi bé đi bé. Chà rơ tâm thật sạch bé ơi. Chà rơ tâm đi bé đi bé. Chà rơ tâm đi bé đi bé. Chà rơ tâm đi bé đi bé. Chà rơ tâm thật sạch bé ơi. Con nghĩ mẹ sẽ làm việc này. Hẹn gặp lại các em. Tắm rất là vui. Làm tốt lắm Wendy. Giờ hãy làm cho các em sạch sẽ hơn. Tắm rồi là lúc thích ghê. Là lúc giúp cho ta sạch. Hãy cha xà phòng khắp nơi. Làm cho đến khi sang sạch. Làm sạch tóc bằng xà phòng. Ta bột đi xà với nước. Giữ gìn đôi mắt của ta. Có thể đau làm bạn khóc. Chà rơ tâm đi bé đi bé. Chà rơ tâm đi bé đi bé. Chà rơ tâm đi bé đi bé. Chà rơ tâm thật sạch bé ơi. Tắm rồi là lúc thích ghê. Cùng chơi với cao su vịt. Rửa sạch đồ chơi chúng ta. Rửa đi bé xe của mình. Bóc biên chung giúp sạch hơn. Rửa sạch đi bạn ơi làm đi. Rửa thật sạch không quên nha. Xả một lần thêm lần hai. Chà rơ tâm đi bé đi bé. Chà rơ tâm đi bé đi bé. Chà rơ tâm đi bé đi bé. Chà rơ tâm thật sạch bé ơi. Chà rơ tâm đi bé đi bé. Chà rơ tâm đi bé đi bé. Chà rơ tâm đi bé đi bé.
đi bé, cho đôi tâm thật sạch bé ơi. Mẹ ơi, chúng ta đã làm tất cả chúng đều sạch sẽ và thơm tho. Không thể làm được nếu không có con bên đi. Bây giờ thử thách tiếp theo là đưa những cặp song sinh nghịch ngợm này lên giường. Ôi cậu bé, con chưa nghĩ đến điều đó. Cảm ơn cô vì sẽ hướng dẫn chúng em dạo chơi ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu vậy cô? À, điều đó còn tùy. Nhớ những gì chúng ta đã học trong lớp về việc nói có với những ý tưởng mới và thú vị không nè? Dạ nhớ. Tốt lắm. Các em ơi thích Hồng nhảy không? Có. Các em ơi thích đi Pháp không? Dạ. Các em ơi đi xe đạp nhé. Thích đấy cô. Đi bộ có thích không? Dạ có. Nói có thật vui. Vâng, tuyệt vời. Xây ngôi nhà ở trên cây nhé. Có. Cho chú chuột đói đồ ăn nhé. Dạ. Lái xe đi một chút thôi nhé. Thích đấy cô. Hãy đập tay thật to. Dạ cô. Nói có thật tuyệt bạn ơi. Nói có thật tuyệt quá đi. Nói có thật tốt nhất đây. Cơ o có sắc có. Có để thấy điều tốt nhất thôi. Nói có đây nào bạn và tôi. Thấy những thứ bạn hay nói có. Nói có nào bạn ơi có. Thật là tuyệt vời. Nói có làm tôi cảm thấy vui vẻ. Chúng ta trượt trên băng nhé. Có. Và hãy nhớ những gì tuyệt vời. Dạ. Chúng ta hãy trồng cây con nhé. Thích đấy cô. Chúng ta uống một tách trà nhé. Dạ cô. Nghệ thuật và thủ công nhé. Vâng. Đi thuyền buồm các em nhé. Dạ. Chúng ta nướng một ít bánh. Thích đấy cô. Hãy dụ dỗ chú rắn này. Dạ cô. Nói có thật tuyệt bạn ơi. Nói có thật tuyệt quá đi. Nói có thật tốt nhất đây. Cơ o có sắc có. Có để thấy điều tốt nhất thôi. Nói có đây nào bạn và tôi. Thấy những thứ bạn hay nói có. Nói có nào bạn ơi có.
Tốt. Khi thấy các em thích nói đồng ý, hãy tiếp tục cố gắng tham gia vào nhiều cuộc phiêu lưu nhất có thể. Dạ. Các em muốn sáng tác bài thơ? Có. Trước khi đi về nhà. Dạ. Các em có thích chơi yo-yo? Thích. Chụp những bức ảnh ngớ ngẩn? Dạ có. Nói có thật tuyệt bạn ơi, nói có thật tuyệt quá đi, nói có thật tốt lắm đây. Có có sắc có để thấy điều tốt nhất thôi. Nói có đây nào bạn và tôi, hay những thứ bạn hay nói có. Nói có nào bạn ơi có. Kể chuyện chưa hai cô bé? Yeah! Chắc và cây đậu thần thì sao? Hoàn hảo. Ở chàng trai cầu bé chắc kia, và chắc sống với làm việc ở đây. Bỗng một ngày mẹ chắc nhận ra hạt giống đã hết chẳng còn. Phải nghĩ cách thôi. Hạt giống phải bán con bò thì chẳng hay đi đến đó. Tôi chắc tôi con bò chúng bước đi thì chẳng đi về gặp bác nông dân. Bác có món hàng cầu bé kia ơi, bò này đôi ma thuộc đầu thân. Phép thật ư, biến đâu phép ư, trồng chúng lớn lên cây đầu rất to. Trồng chúng trên mặt đất chỉ một đêm thôi, đầu sẽ vươn lên trời cao. Và chẳng mang con bò đổi lấy đâu thân, trời chẳng nắm chặt đâu ở trong tay. Chắc chạy ngay đi về nhà để chắc què, chú thấy mẹ buồn ghê. Chắc ngã đầu đi.
còn sống vui vui hơn nhiều mai mai sau này.